Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Phàm phu tu hành cần phải lập chí thành Phật hay trở thành Thượng Đế? Xin hỏi quả vị nào hay hơn? Sư phụ: Quý vị muốn thành Phật thì thành Phật, muốn thành Thượng Đế thì thành Thượng Đế. Nhưng muốn thành Phật không phải là chuyện dễ dàng, muốn thành Thượng Đế cũng không phải là chuyện đơn giản. Cần phải được truyền tâm ấn, tu hành pháp môn Quán Âm, sau đó mới có thể quyết định muốn thành quả vị nào. Nghiệp chướng của phàm phu còn nặng nề như vậy, đời đời kiếp kiếp còn bị ràng buộc bởi nhân quả, bây giờ một bước cũng không thể ra đi, cho nên đừng có mơ tưởng trở thành Phật, thành Thượng Đế. Cho dù chỉ mong muốn được trở lại thành người sau này, cũng không đơn giản, huống chi là thành Phật. Ý nghĩa của Phật là gì? Phật là minh sư. Mặc dù trở thành minh sư, nhưng họ vẫn còn giữ những phẩm chất riêng của họ. Ví dụ có người thành Phật, giả sử nói người ấy là Pháp sư Thanh Hải, chỉ giả sử mà thôi, Ngài không biến thành một người khác, Ngài vẫn là Thanh Hải. Ngài vẫn còn cá tánh riêng của Ngài, trí huệ của Ngài, sự suy nghĩ của Ngài sẽ không giống sự suy nghĩ của người khác. Cuộc sống của Ngài không nhất định phải giống cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên quý vị thấy đời sống của Lão Tử khác với đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khổng Tử khác với Giêsu Kitô. Cuộc sống của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng cũng không giống nhau. Nhưng họ đều là những đại sư. Họ có những phẩm chất riêng của họ. Chúng ta ở thế giới ta bà như thế nào, đến khi thành Phật, vẫn còn giữ những phẩm chất cá nhân của mình. Cho nên, dù trở thành Phật, nhưng những cá tánh này không hề bị mất đi. Hiểu không? Sau khi thành Phật, lực lượng bên trong sẽ giống như lực lượng của các vị Phật khác, nhưng phẩm chất cá nhân của một người vẫn hiện hữu. Giả sử quý vị đi đến cảnh giới rất cao, nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà, quý vị liền lập tức nhận ra, vì vị này là Phật A Di Đà, vị kia là Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu không? Các ngài đều có lực lượng của Phật, nhưng các ngài khác nhau. Sau khi thành Phật, chúng ta một mặt có thể vô sở bất tại, một mặt có thể đồng nhất thể, cùng Thượng Đế đồng nhất thể, nhưng chúng ta vẫn duy trì cá tánh riêng biệt của mình. Chúng ta có thể hợp cùng Thượng Đế, có thể hiểu rõ Ngài, nhưng chúng ta không thể trở thành Thượng Đế. Tại sao vậy? Vì Thượng Đế là đạo, chúng ta không thể biến thành đạo. Đạo không phải là đồ vật, cũng không phải là phẩm chất cá nhân của một người. Chúng ta vốn đã có một hình dáng riêng rồi, sau khi tu đạo có thể hòa với đạo, nhưng chúng ta vẫn còn giữ được cá tánh nguyên bản của mình. Nếu chúng ta biến thành đạo, thì chúng ta sẽ trở lại sự hỗn độn ban đầu của vũ trụ, không còn gì cả. Như vậy có phải là lỗ vốn không? Quý vị có hiểu ý của sư phụ phải không? Sư phụ dùng một thí dụ đơn giản để chứng minh. Ví dụ em bé là do tinh huyết của cha mẹ tạo ra. Sau khi trưởng thành, có thể nó sẽ rất giống cha mẹ của nó. Làm cùng một công việc, có cùng một lực lượng, nó có thể trở thành cha mẹ. Hiểu rõ ý nghĩa làm cha mẹ, hiểu biết được trách nhiệm và sự sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhưng nó không thể trở lại thành tinh huyết của cha mẹ được. Tuy nó là từ cha mẹ sinh ra, nhưng bây giờ đã phân khai rồi, không thể trở lại nguyên bản. Nó có thể trưởng thành như cha mẹ, có thể nói chuyện được như cha mẹ, thật sự hiểu rõ lẫn nhau. Khi cha mẹ nó vừa hé môi, nó đã hiểu được ngay họ muốn nói gì. Nó cũng rất hiếu thảo, có cùng một lý tưởng với cha mẹ, bất luận họ nói điều gì, nó cũng đồng ý. Điều này chúng ta gọi là đồng nhất thể. Nhưng lẽ tất nhiên, cha mẹ không thể nào biến đứa con của mình thành chính mình, cũng không thể đem đứa nhỏ bỏ vào thân thể của mình để nó biến thành cùng một thể với mình. Có hiểu ý của sư phụ không? Cùng một ý như vậy, sau khi thành đạo có thể cùng Thượng Đế đồng một thể, nhưng không có nghĩa trở thành Thượng Đế. Vấn: Không có quy y với sư phụ, nếu chỉ niệm danh ngài thì có cảm ứng không? Sư phụ: Có cảm ứng, nhưng quý vị không nên ỷ lại vào người khác, cần phải tự mình tu hành. Bởi vì quý vị niệm danh hiệu của sư phụ chỉ có ích lợi cho quý vị thôi.
Nếu cùng với sư phụ tu pháp môn Quán Âm thì năm đời, chín đời đều được lợi ích, sẽ được siêu sanh. Quý vị tu pháp môn Quán Âm đem sự lợi ích này phân phát cho xã hội và cho thế giới này. Cả vũ trụ đều được ánh sáng tình thương của quý vị chiếu rọi. Đó mới là mục đích cao cả thật sự. Không nên cả ngày chỉ biết cầu sư phụ giúp đỡ. Vì lòng thành tâm cầu khẩn của quý vị, sư phụ sẽ giúp, nhưng rất ít hữu dụng. Bởi vì quý vị không đạt được đại câu thông, hiểu không? Hôm nay những người đến nghe kinh đều đã được truyền tâm ấn. Không phải quy y với sư phụ mới được truyền tâm ấn. Chỉ cần quý vị thành tâm cầu khẩn, sư phụ sẽ giúp. Nhưng chỉ giúp được riêng cá nhân quý vị mà thôi. Những người khác không được sự ích lợi. Chúng sanh sẽ không nhận được sự ích lợi này của quý vị. Hiểu ý của sư phụ không? Cho nên cần phải có lý tưởng cao cả. Chúng ta cần phải tự mình tu hành, tự mình tạo nên lực lượng của chính mình, không những giúp đỡ được chính mình và bạn bè thân thuộc, mà còn giúp đỡ cả xã hội, quốc gia, thế giới và thậm chí toàn vũ trụ, hiểu không? Bất cứ người nào thành tâm cầu giúp đỡ, sư phụ đều giúp. Sư phụ không bao giờ từ chối một ai, mặc dù có lúc bề ngoài sư phụ nói không giúp, thực ra sư phụ giúp một cách âm thầm. Sư phụ giúp ai không phải muốn mọi người đều hay biết, bởi vì quý vị hỏi, sư phụ mới nói thôi. Sư phụ không có nói rằng, không được truyền tâm ấn thì sư phụ không giúp. Như vậy là không đúng. Sư phụ không muốn quý vị chỉ dựa vào sự giúp đỡ của sư phụ, mà quý vị cần phải tự tu hành. Như vậy có làm cho quý vị thất vọng không? Sư phụ muốn khuyên quý vị cần phải có lý tưởng cao quý cùng với sư phụ tu hành. Sư phụ sẽ giúp quý vị mở mắt trí huệ của chính mình, đem tài sản của chính mình ra sử dụng, khai mở lực lượng vạn năng của chính mình. Quý vị sẽ dùng không hết, có thể phân phát cho những chúng sanh khác. Quý vị âm thầm tu hành, những người láng giềng xung quanh hoặc quốc gia của chúng ta đều được lợi ích, không cần phải nói ra. Nhưng người khác sẽ cảm nhận được sự lợi ích này từ quý vị. Đó mới thật sự là mục đích tối cao, mới thật sự là lòng từ bi, là lý tưởng cao cả của một bậc đại trượng phu. Dẫn, Phật chỉ độ những người có duyên, như vậy xin sư phụ cho biết những người nào là những người không duyên và tại sao Phật không độ họ. Sư phụ, không có duyên là chỉ những người khi quý vị vừa mở miệng, họ đã không muốn nghe rồi. Nhưng quý vị cũng không khờ đến nỗi cứ tiếp tục ép buộc họ khi mà họ không muốn tu hành. Phải vậy không? Phàm phu chúng ta khi muốn nói chuyện cũng biết tìm người tốt làm bạn, không phải bà ai cũng nói. Lúc cần tâm sự những chuyện thầm kín nhất định phải đi tìm tri kỷ, phải vậy không? Phật Bồ Tát cũng vậy, phải có người thích nghe mới nói. Đó là ý nghĩa của có duyên. Nếu như đối phương không muốn nghe thì không nhất thiết phải nói. Dấn, sư phụ nói tu pháp môn Quán Âm có thể tiêu trừ được rất nhiều nghiệp chướng. Xin hỏi sau khi nghiệp chướng tiêu trừ, chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của nhân quả? Sư phụ, phải nhưng mà không phải. Sư phụ trả lời phải là vì sau khi quý vị được truyền tâm ấn, những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp bất khả tư nghì, vô lượng vô biên đều được rửa sạch. Trả lời không phải vì định nghiệp không thể rửa sạch. Định nghiệp là gì? Là chỉ cái vận mạng trong cuộc đời này đã được an bài. Ví dụ đời trước chúng ta giết người, thì trong đời này chúng ta phải bị người giết trở lại. Cần phải trả nợ cho đối phương, điều này chúng ta không thể ngăn cản được. Nhưng đây là đời cuối cùng, về sau chúng ta không phải trở lại để chịu khổ nữa. Nếu không được truyền tâm ấn, những người không tu pháp môn Quán Âm sẽ trở lại, rất có thể sau khi chết đi lên thiên đàng hưởng thụ một thời gian, sau đó trở lại. Bởi vì nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp vẫn còn chờ đợi họ. Mỗi lần đến, họ sẽ trả một chút. Đôi khi trong đời này chúng ta thanh toán xong nghiệp chướng của những đời trước, nhưng đồng thời chúng ta lại tiếp tục tạo những nghiệp chướng mới. Những nghiệp chướng mới này lại đợi chúng ta đến ở những đời sau để thanh toán. Hiểu ý của sư phụ không? Những người tu pháp môn Quán Âm đều muốn một đời giải thoát, cho nên sư phụ mới mau mau giúp đỡ họ rửa sạch những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp và những nghiệp chướng mới tạo thành.
Do đó nghiệp chuyển rất nhanh, đôi lúc quý vị bị nhức đầu chịu không nổi. Nhưng tu hành phải có dũng khí, không sợ nhân quả chuyển quá nhanh, không sợ sư phụ la rầy, không sợ sư phụ khảo nghiệm. Như vậy mới sớm được thành đạo. Vấn: Thưa sư phụ, làm thế nào mới không chấp vào cảnh giới không hoặc sắc? Sư phụ: Câu hỏi này cũng như gãi ngứa qua dày. Nếu như chỉ đứng ngoài cửa réo gọi, không bước vào, đương nhiên không biết. Bước vào thì sẽ biết ngay bên trong có gì. Ví dụ sư phụ giảng kinh ở nơi đây, cửa mở và mọi người có thể tự do bước vào. Nhưng nếu quý vị không muốn, chỉ đứng ở bên ngoài hỏi, Pháp sư Thanh Hải là ai? Cô ấy như thế nào? Cô nói những gì? Tôi muốn biết ngay, tôi muốn gặp ngay. La lối như vậy có ích lợi gì không? Sư phụ có một phương pháp rất giản dị là mời quý vị bước vào, lập tức có thể khai ngộ, lập tức có thể hiểu rõ những ngôn ngữ không thể giải thích ấy, hiểu rõ những cảnh giới không thể thấy được bằng mắt thường và lại không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ. Những cảnh giới đó nếu bây giờ sư phụ nói cho đến ngày mai, quý vị cũng không thể hiểu. Càng nói sẽ càng rời xa đạo. Cho nên tốt nhất là không nói, bởi vì tất cả chỉ là văn từ, thuộc về ngôn ngữ trống rỗng. Thật sự khi đạt được những cảnh giới này thì không có gì đáng nói. Những cảnh giới ấy không thể dùng lý luận mà hiểu được. Vấn: Có phải trồng nhân nào thì nhất định sẽ gặt quả ấy không? Sư phụ: Vâng, nhưng có những pháp luật thuộc về siêu nhân quả cao đẳng. Đó là pháp luật của tình thương, pháp luật của từ bi bác ái, cũng chính là pháp luật của Phật. Phật đến thế giới này, khi muốn rửa nghiệp chướng của ai, thì lập tức có thể rửa sạch được. Muốn tiêu trừ nhân quả của người nào, thì lập tức có thể được tiêu trừ ngay. Phật Bồ Tát dùng tình thương để rửa sạch nhân quả. Nhân quả thuộc về thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai, đến thế giới thứ ba thì không còn nhân quả nữa. Vượt qua tam giới, thì vĩnh viễn sẽ không biết nhân quả là gì. Những người đến từ ngoài tam giới chúng ta gọi là Phật Bồ Tát, Thánh Nhân, Đại Minh Sư, Người Đại Khai Ngộ, vân vân. Họ đều là siêu nhân quả. Nói thế không phải là họ đến nơi đây để làm chuyện xấu. Họ không thể làm chuyện xấu được vì họ từ nơi tốt đẹp đến. Ở nơi ấy, một chữ xấu cũng không nghe thấy, huống chi là làm chuyện xấu. Họ là siêu nhân quả. Nhân quả đối với họ không có ích lợi gì, không có một chút giá trị gì. Họ có thể biến chúng ta thành một người không có nhân quả và đưa chúng ta đến những thế giới siêu nhân quả sung sướng. Đến thế giới của Phật. Lực lượng của thánh ái, lực lượng của từ bi còn mạnh hơn nhân quả. Nhân quả chỉ là một phương pháp nhỏ bé dùng để duy trì và xử lý thế giới này để nó không bị đại loạn. Lực lượng của Phật Bồ Tát là bất khả tư nghì. Các ngài chẳng quan hệ gì đến nhân quả. Các ngài đi đi lại lại, không ai biết được các ngài là ai. Ví dụ một vị vua, đối với pháp luật quốc gia ông có quyền uy cao nhất. Ông muốn giết ai thì giết, không ai dám nói là ông giết người. Ông có quyền đi đi lại lại ung dung trong vương quốc của ông, và không một ai dám hỏi ông điều gì, ngay cả nhìn còn không dám, huống chi là hỏi. Trước đây khi quốc vương đi ra ngoài thành, tất cả mọi người dân đều phải nhường đường, tránh sang một bên, mắt không dám nhìn thẳng vào vị vua, vì nếu nhìn sẽ bị phạm tội. Cũng cùng một ý, nhân quả là thuộc về thế giới của ma. Khi Phật Bồ Tát đến, ma cũng không dám nhìn các ngài, huống chi là nói đến quan hệ nhân quả. Chúng ta có thể lựa chọn, muốn đi theo nhân quả hoặc là đi theo ái lực từ bi. Nếu đi theo ái lực từ bi, chúng ta sẽ không sợ hãi điều gì. Chúng ta hoàn toàn trong sạch và không bị nhân quả ràng buộc. Vấn: Pháp môn Quán Âm có phải là chánh pháp nhãn tạng không? Sư phụ: Phải, cũng không phải. Chánh pháp nhãn tạng là mở thiên nhãn, mở trí huệ mà thôi. Pháp môn Quán Âm thêm vào nhĩ căn, hiểu không? Trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rõ ràng, pháp môn Quán Âm là pháp môn nhĩ căn viên thông.
Chúng ta không những tu đại pháp nhãn tạng mà còn tu quán âm, hai thứ hợp lại. Nếu như chỉ tu nhĩ căn mà không có mắt, tức là mù. Nếu có mắt mà không nhĩ căn, tức là điếc. Cho nên đại pháp nhãn tạng chúng ta cũng có, nhĩ căn viên thông của pháp môn quán âm cũng có. Như vậy mới được gọi là hoàn mỹ. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 22 tháng 4 năm 1988 tại Đài Nam Formosa.